Xin chào tất cả các em khối 6 của trường Chu Văn An. Hôm nay chúng ta gặp nhau qua bài ôn tập học kỳ 2 môn tin học 6 để chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2 nhé. Ở bài ôn tập này chúng ta sẽ có 3 bài. Một bài 6 sơ đồ tư duy ở chủ đề E. Chủ đề F mình có bài khái niệm thuật toán và bài mô tả thuật toán cấu trúc tuần tự trong thuật toán. Chúng ta cùng nhau bắt đầu. Ở chủ đề E, sơ đồ tư duy. Sơ đồ tư duy giúp ghi lại tóm tắt triển khai một ý tưởng trong quá trình suy nghĩ. Dùng sơ đồ tư duy, ta có thể trình bày một chủ đề theo cách thấy được các ý chính của chủ đề và cả các chi tiết đã triển khai. Khái niệm sơ đồ tư duy. Sơ đồ tư duy là sơ đồ giúp triển khai ý tưởng một cách ngắn gọn, trực quan. Các thành phần cơ bản của sơ đồ tư duy: tên của các chủ đề hoặc hình ảnh biểu thị một ý tưởng hay thông tin, các nhánh hay là đường nối. Cách lập một sơ đồ tư duy đơn giản gồm 4 bước chính sau. Bước 1, thể hiện chủ đề trung tâm. Bước 2, triển khai chi tiết cho chủ đề trung tâm. Bước 3, triển khai chi tiết cho chủ đề chính. Bước 4, bổ sung nhánh mới. Các em lưu ý, các nhánh phải thể hiện mối liên quan hợp lý, viết ngắn gọn, chừa khoảng trống để có thể bổ sung. Chủ đề F, khái niệm thuật toán. Thuật toán trong cuộc sống hàng ngày rất thông dụng. Có nhiều việc thường ngày ta vẫn thực hiện theo thuật toán. Ví dụ như là công thức nấu món ăn, hướng dẫn cũ rất cụ thể, bước nào trước, bước nào sau. Bài toán và thuật toán. Bài toán là một vấn đề cần giải quyết được, phát biểu chặt chẽ và nêu rõ ràng đầu vào là gì, đầu ra là gì. Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước có chỉ rõ trình tự thực hiện để giải một bài toán. Trong tin học, bài toán và thuật toán có liên quan chặt chẽ với nhau. Vận dụng thuật toán trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải xác định thuật toán như một bài toán. Đầu vào có những gì, đầu ra có những gì. Chia bài toán thành nhiều phần, mỗi phần là một bài toán con nhỏ. Nêu việc phải làm để giải quyết từng bài toán nhỏ. Sắp xếp trình tự các việc phải làm cho hợp lý. Việc nào làm trước, việc nào làm sau. Chủ đề F, mô tả thuật toán, cấu trúc tuần tự trong thuật toán. Thuật toán và chương trình máy tính. Thuật toán là danh sách các hướng dẫn hay quy tắc mà máy tính cần thực hiện để hoàn thành một tác vụ hay để giải quyết một bài toán. Chương trình máy tính là bản mô tả thuật toán cho máy tính bằng ngôn ngữ lập trình. Mô tả thuật toán. Mô tả thuật toán phải cụ thể, rõ ràng, đầy đủ. Đầu vào là gì, đầu ra là gì và chỉ rõ sự kết thúc thuật toán. Nếu không, kết quả thực hiện thuật toán có thể không như mong đợi. Cấu trúc tuần tự. Khi các bước được thực hiện theo đúng trình tự liệt kê thì ta có cấu trúc tuần tự. Các em có thể xem thêm sơ đồ thể hiện cấu trúc tuần tự trang 85 sách giáo khoa. Người ta quy ước hình thoi là chỉ phân điều kiện. Hình chữ nhật chỉ các thao tác khi điều kiện đúng sai. Hình tròn bắt đầu hoặc kết thúc thuật toán. Và dấu mũi tên chỉ hướng đi tiếp tục khi thực hiện thuật toán. Kết luận, mô tả thuật toán là liệt kê các bước thực hiện công việc, các bước của thuật toán thực hiện tuần tự từ trên xuống dưới. Cụ thể như sau. Em thấy hình tròn là bắt đầu và hình tròn cũng là kết thúc. Hình thoi là ở phần điều kiện. Nếu điều kiện đúng thì cái nhánh mũi tên đi xuống là các thao tác khi điều kiện đúng. Và ở cái nhánh sai thì các thao tác khi điều kiện sai. Các em xem kỹ 3 bài học thuộc để mình có làm bài kiểm tra tốt nhé.